Trong bài hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu về cái giải phẫu X quang cuộc sống. Vậy thì mục tiêu ngày hôm nay là gồm có những cái nào? Đó là mô tả cấu tạo chung của một đốt sống, đấy, đĩa liên sống, điền chính xác cái chi tiết cuộc sống trên hình vẽ và trả lời đúng mốc giải phẫu trên phim X quang loại đốt sống. Vậy thì cái chính của chúng ta học vừa ở đây là gì? Đó chính là chúng ta phải dựa vào cái hình ảnh chụp X quang đó, chúng ta xem nó như thế nào, bệnh như thế nào, rồi là bệnh ra làm sao đấy. Thì cuộc sống được cấu tạo nhằm rất là chống giữ cái cơ thể, đồng thời là một trục chính cho sự vận động của các chi. Tất cả các cuộc sống đều rộng ở phần sau thân sống và chồng lên nhau tạo nên một ống chứa tủy sống và bỏ thần kinh từ não bộ đi xuống chi phối cả cơ thể. Có tất cả 33 đốt sống, trong đó có 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng và 5 đốt dính liền nhau tạo nên dính liền nhau và dính liền với 4 đốt cục. Thì mỗi đốt sống đều có cấu tạo khác nhau, mỗi loại đốt sống đều có chung một đặc điểm để phân biệt với các loại khác. Về cấu tạo nói chung thì đốt sống gồm là thân sống, bề mặt hình tròn hay hình bầu dục hay hình ngã trụ. Thường thì đốt sống thường có kích thước và diện tích lớn hơn đốt sống ở trên. Đấy, cung đốt sống thì gồm có hai cung đốt sống, đó là chân cung đốt sống ở hai bên sau thân sống, mặt trên và mặt dưới của hai cung đốt sống đều khuyết. Khi mà hai đốt sống khớp với nhau thì các khớp khuyết nó tạo nên cái lỗ gian đốt sống để cho cái dây thần kinh gai chạy ra hai mạch cung đốt sống, hai móng ngang vân vân. Những cái phần này mình đã nói rồi, đĩa liên đốt sống. Thì về phương diện X quang thì đĩa liên đốt sống thì nó không có cản quang đấy giữa hai đốt sống. Trên phim nó biểu hiện bằng khoảng sáng ở giữa hai đốt sống và khoảng sáng giữa hai đĩa liên sống và càng xuống dưới càng rộng ở hai bên. Về cấu trúc của cuộc sống thì nó là một đường cong. Trên phim in nghiêng thì ta thấy đoạn cuộc sống cong về phía trước, trung tâm của đường cong đó là đoạn C4. Đoạn cuộc sống ngược thì có đỉnh cong hướng ra phía sau lưng đấy. Ở đoạn cuộc sống thắt lưng thì đỉnh cong sẽ hướng ra phía trước, và đoạn đốt sống cục thì độ cong thì nó lùi ra ở phía sau. Đây chính là cái đốt sống cổ mà lúc trước mình giới thiệu với các bạn. Đốt sống cổ đốt C1 đấy, đốt đội đấy. Đây là đốt C2, đốt đặc biệt, đốt trục. Và đây là đốt sống cổ đốt thứ 7 đấy. Thì về mặt giải phẫu thì nó có chung đó là thân sống thì hình bầu dục, chiều cao nhỏ hơn chiều rộng, móng ngang ở hai bên và có lỗ ở giữa, móng ngang rộng và phẳng, khó phân biệt giới hạn với cung của sống. Lỗ sống thì nó rộng và có hình tam giác bởi hai cung đốt sống rộng và hẹp. Móng gai C7 thì dài và lớn nhất và giống như móng gai của sống ngực. Đây là hình ảnh cấu trúc X quang của loại đốt sống cổ. Số 2 này chính là ở thế thẳng. Số 2 này là ở cổ trước C1. Đây là thế nhìn nghiêng. Đây là thế nhìn nhìn thẳng. Nhìn thẳng này, nhìn chết, nhìn nghiêng. Đấy, riêng C1 có đặc tính là không có thân sống, mà thay vào đó là một cung xương ở phía trước. Mặt sau của cung này có một mặt khớp với mấu răng C2. Móng gai thì không có và thay bằng củ xương hoặc là củ sâu. Đốt C2 có móng răng mọc lồi ở phía trước thân sống, và đầu móng ở phía trước thì có mặt khớp nhỏ khớp với C1. À,
Khi mà ta chụp phim nhé, ta chụp phim thì ta thấy rõ C23 thì nó đến giữa đốt sóng ngược đầu tiên đấy, và đốt sóng C5 và C6 thân chồng lên sụn giáp trạng. Các sụn này đôi khi có vô hóa và ở C3 thì có hình xương móng chồng lên. In nghiêng, đây là cấu trúc in nghiêng này, thứ nghiêng này. Vùng khí hậu ấy. Thì in nghiêng thì ta thấy thấy rõ từ C1 đến C6 hoặc là C7 đến D1. Từ C7 đến D1 thì nó tùy thuộc vào sự chồng lên của vai hay là nhiều hay ít. Các món vai có kích thước khác nhau và hai móng gai C2 và C7 đều lớn hơn cả. Phần mềm ở cột sống cổ thì thấy ở trên phim là do sự tương phản của không khí và thanh quản, khí quản. Ở C1 đến C4 thì có phần mềm ở trước cột sống dài từ 5 đến 7 mm. Ở C5 đến C7 thì có khoảng là 15 đến 22 mm. Bờ sau của thân cột sống thì tạo nên một cái bờ trước của ống sống. Bờ này được giới hạn bởi đầu trước của móng gai. Đây là cái phim chất này. Chúng ta phóng to lên các bạn thấy. Ta thấy rõ là cái lỗ liên hợp, cái lỗ tiết hợp ấy. Đây là cột sống khi mà ta chụp thẳng này. Ta chụp với bệnh nhân há miệng này. Lỗ này thì thường có hình bầu dục, lỗ liên hợp thì lỗ thường có hình bầu dục. Chụp nghiêng, đúng không? Khi chúng ta chụp X-quang chụp nghiêng này. Chụp cổ chết. Đây. Chúng ta so sánh với hình cổ chết nhé. Đây này này, có là cái hình ban nãy không? À thôi, thế nghiêng rồi. Đây, so sánh đây. Đấy. Nó có một cái gai nó sống rất là dài. Thế nghiêng đâu? Đây, gai nó sống rất dài. Đấy. Đó là đốt sống cổ. Như vậy khi phim chúng ta lưu ý điều gì khi mà ta chụp X-quang đốt sống cổ này? Đó là thấy rõ C3 đến những đốt sống ngực đầu tiên. Đây là phim thẳng này. C3 đốt sống cổ 2 3 này. 3 này. À, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, 7 đốt sống. 7 đốt sống. Trong khi đó chúng ta thấy rõ là C3 này. 1, 2, 3. Đây, thấy rõ là cái đốt sống này. Đốt sống thứ 3 này. Đấy. Từ C3 đến đốt sống ngực đầu tiên. Thì bờ bên của đốt C5 và C6 ấy có hình chồng lên của các sụn giáp trạng C5 và C6 đúng không? Này 7 này, 6 5 này, C5 và C6 này có chồng lên của cái đốt súng đốt đốt sụn giáp trạng. Các sụn này đôi khi là bị vô hóa. Đấy, trong trường hợp nó bị vô hóa thoái hóa cột sống ấy thì cái đường sụn giáp trạng này nó bị bó. Đấy. Thì bờ này ở C3 thì có hình xương móng chồng lên. Bây giờ chúng ta đếm C3 đi. 1 này, 2 này, 3 này, có hình xương móng chồng lên này. Đấy. Thì khi mà chúng ta im nghiêng, với một, một 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 câu hỏi đặt ra là khi phim được im nghiêng ấy thì nó như thế nào? Đấy là khi mà chúng ta im nghiêng ấy thì từ thấy rõ là từ C1 đến C6 rồi. Đấy. Trong khi mà im thẳng ấy, chúng ta thấy rõ từ C3 đến đốt sống ngực thôi. Còn mà im nghiêng ấy là từ C1 đến C6. Nhớ đấy. Nghiêng nó tốt hơn. Ta thấy rõ là C7 và D1 nữa. Đây. Chụp với bệnh nhân há miệng. Đốt sống cổ. Đây im nghiêng này. Thấy rõ đốt sống thứ môn thứ nhất một đây này. 1, 2, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 là ở, nhầm chứ. Ban nãy mình quên mình đếm cái đốt sống cổ đầu tiên. Đốt sống cổ đầu tiên nó không có móng gai bạn các bạn ạ. Đốt sống cổ đầu tiên này chúng ta xem lại nhá. Nhiều người hỏi tại sao đốt
đố sông cổ đầu tiên tôi xem hoài không thấy. Đây này, đố sông cổ đất một này, nó có củ sau này, một là củ sau này, hai là hố khớp này, hố khớp để các dây thần kinh, nó dây thần kinh thứ bảy, là cái dây thần kinh mà nó nối với xương chấm ấy. Đấy, cái xương này rất quan trọng, lúc trước mình nói rồi, đánh trúng là chết. Ba là hố răng. Đấy, hố răng, chỗ này là hố răng. Bốn là cổ trướng. Năm là cung sâu. Sáu là rắn, cung động mạch đốt sống. Bảy là cung 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 trước. Như thế thì đốt đốt sống C1 có đặc điểm là không có thân, thân sống, mà thay vào một cung xương ở ở trước. Thay một cung xương ở trước, chúng ta xem lại nhé. Đây là cung xương, thay vào một cung xương ở trước đấy. Và mặt sau của cung này có một mặt khớp với máu răng của C2. Đấy, mặt sau của C1 có một khớp ở chỗ này này. Chỗ này các bạn thấy không? To lên lần nữa. Đây này. Đây cũng cái khớp này. Để nó khớp với cái C2 đấy. Và nó không có thân thân sống, mà thay vào một cung xương ở trước. Và móng gai không có, chính vì không có cho nên là khi chúng ta chụp nghiêng ấy, chúng ta không thể nào thấy được cái C2 đâu. Như vậy cái ngay đầu tiên này, cái móng gai đầu đầu tiên này chính là cái đốt sống cổ thứ thứ hai đấy. Vậy thì các móng gai có kích thước giống nhau hay không, đúng không? Khi chúng ta chụp nghiêng ấy, chúng ta đã thấy kích thước khác nhau hay không, khác hay giống nhau? Nó khác nhau, không có nào giống nhau được. Đốt sống cổ nó cấu tạo nó khác nhau. C1 nó không có móng gai, không tính rồi. C2 nó khác, C3 nó khác. Đặc biệt là cái đốt sống cổ thứ thứ C2 nó có móng răng mọc lồi lên. Móng răng mọc lồi lên, chúng ta quan sát này. Đây này, móng răng này. Đây có một cái móng lồi lên này. Thì chúng ta chụp X-quang chúng ta thấy rất rất rõ đâu cái đoạn này. Ở phía trước thân sống, đầu móng phía trước có một mặt khớp nhỏ để khớp với C1. Đầu móng phía trước đúng không? Chúng ta xem đầu móng phía trước này. Đầu móng phía trước đây này. Có một cái khớp để khớp với cái C1. Đầu móng đây. Đấy, C2, C1. Đối với chụp nghiêng nữa, chúng ta thấy là phần mềm trước cột sống cổ thấy được trên phim là do sự tương phản trong không khí của thanh quản và khí quản. Phần mềm trước cột sống cổ thấy được trong phim, phần mềm đâu rồi? Đây này, đoạn này chính là sự tương phản giữa không khí ở trong thanh quản và khí quản. Ở C1 đến C4 thì phần mềm trước cột sống cổ dài khoảng 5 đến 7 mm. Trong trong đoạn nào, đưa xem nào, từ C1 đến C4, C1, C2, C3, C4, đây đoạn này. Cái đoạn này thì sự chênh lệch giữa hai không khí là 5 đến 7 mm. Đối với C5 đến C7 thì khoảng 15 đến 22 mm. Bờ sau của đốt sống thì nó tạo nên nên tạo thành bờ trước ống sống. Bờ sau của thân đốt sống sẽ tạo nên bờ trước của ống sống đâu? Bờ sau chính là cái này. Đấy, nó tạo nên bờ sau của thân các đốt sống. Chính là đây là đốt sống này, thân đốt sống này, bờ sau của nó chính là đoạn này. Đoạn này là có các dây thần kinh này. Dây thần kinh nó đi qua cổ này. Đấy. Đấy. Trong chương trình học thì nó không có giới thiệu nhiều, mà
Tiếp theo là hình các đốt sống ngực. Chúng ta chụp cái X-quang các đốt sống ngực. Phòng này thì mình sẽ lướt qua phim thẳng, phim nghiêng sẽ được nói ở phần sau rõ hơn nữa. Đây này, thôi nó thẳng thừng luôn. Thì đốt sống ngực là nó có 12 đốt, và khi khi mà chúng ta thấy khi mà chúng ta gãy xương sườn ấy, thì tại sao bác sĩ thường bảo là nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống? Tại sao chúng ta gãy xương sườn cảm thấy rất đau lưng? Bây giờ chúng ta tìm hiểu, chúng ta giải thích được cái hiện tượng này. Đây là cái mảnh cung sống, bao gồm là đoạn mảnh cung cung sống, thân đốt sống nó lớn hơn mỏm gai thì nó có cả 12 đốt sống ngực đều có mỏm gai cả. Đấy. Mỏm ngang thì có hai bên đều có mỏm ngang. Cái số 5 này, số 5 nằm đây là mỏm khớp trên. Số 6 chính là uốn của cung đốt sống. Thứ 7 chính là thân thân đốt sống. À, cấu trúc cái X-quang của đốt sống ngực, chúng ta chụp cái X-quang chúng ta sẽ thấy được cái một cái đốt sống nó như thế này. Số 1 đâu? Số 1 là thân sống. Số 1 thân sống. Thứ hai là móm khớp sau trên. Móm khớp sau trên. Đây là móm này, nó nhô lên là móm. Vậy thì khớp phía sau, sau sau là sau cái gì? Sau là sau thân đốt sống. Trên là nó nằm ở phía trên. Còn cuốn cung sống, số 3 là cuốn cung sống. Đấy. Đây chính là cái cuốn của nó. Thứ tư là cái mỏm gai. Mỏm gai đấy. Thứ năm là mỏm, mỏm khớp sau dưới nó đô. Mỏm khớp, mỏm là nhô lên, khớp là ở khớp là nó khớp với cái mỏm gai và cái cung cung sống đó, cuốn cung sống đó. Đấy. Và ở phía sau. Vậy thì khi chúng ta chụp thẳng chúng ta sẽ thấy được điều gì? Chụp thẳng đây, đốt sống ngực thì chúng ta chụp thẳng, phóng to lên dễ thấy. Đấy. Khi mà chụp thẳng thì trên phim này thì không khí trong phổi làm nổi rõ lên bờ đường đường bờ của phần mềm cặn cột sống. Bình thường thì đường này cách bờ cột sống là 5 mm. Đây này, đoạn này đấy, nó cách cột sống là 5 mm, chính vì không khí ở trong phổi ấy, trong cột sống không khí trong phổi nó có liên quan đến cái này. Đoạn này nó cách bờ cột sống là 5 mm. Đấy. Khoảng cách giữa đốt sống, giữa các đốt sống hẹp, chính là nó hẹp là vì 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 cái bộ khung xương của chúng ta ấy, cái bộ khung xương của cái xương lồng ngực ấy. Đấy. Và cái khoảng không gian liên sườn ấy nó có lực, cho nên là nó vậy thì chúng ta thấy là khi mà chụp phim thẳng ấy, cấu tạo của cái hình ảnh X-quang của đốt sống ngực mình ấy, khoảng cách giữa các đốt sống nó rất là hẹp và các móng gai nó tụt xuống rất thấp so với các thân đốt sống tương ứng, do có độ chết xuống dưới lớn của các cung sau của đốt sống ngực. Vậy thì khi phim nghiêng chúng ta nhìn thấy cái gì? Đây là hình ảnh phim nghiêng này. Khi mà chúng ta chụp phim nghiêng chúng ta sẽ thấy rõ các lỗ liên hợp. Các lỗ liên hợp đây này, đây này, thấy rất rõ luôn. Đấy, còn tiếp theo là đốt sống thắt lưng. Đối với đốt sống thắt lưng thì chúng ta sẽ ghi nhớ cái hình ảnh này. Vị trí số 7 là thân thân của thân sống, vị trí số 6 là lỗ của đốt
Đố sống vị trí số 5 là móm cấp dưới. Vậy thì móm cấp trên ở đâu? Móm cấp trên là số 2 này. Móm là nhô lên, cấp trên là nó ở phía trên, phía dưới này. À, số 3 là móm của lưng gối này. Cấu trúc x quang của đốt sóng thắt lưng này. Đấy. Đấy. Mà đấy, khi mà phim nhìn thẳng, phim nhìn nghiêng, phim nhìn chết nữa. Đấy. Vậy thì khi mà nhìn thẳng chúng ta sẽ thấy được điều gì? À, khi mà nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy cơ thắt lưng ở bờ ngoài hai bên cột sống từ D12 đến màng chậu. Cơ thắt lưng từ bờ ngoài hai bên cột sống từ D12 đến màng chậu. Đâu? Phim thẳng đâu? Đây này. Cơ thắt lưng đâu? Đây chính là cơ thắt lưng này. Thấy không? Đấy. Là một người liên quan đến kỹ sư thì biết rõ là được điều này. Khoảng cách giữa các chân cung sống, tức là cuốn của cung sống ấy. Cuốn cung sống là cái chỗ nào đâu? Cuốn cung sống. Cuốn cung sống là đoạn này này. Đấy. À, chân của cung sống, chân cung sống. À, khoảng cách giữa các chân cung sống, tức là cuốn cung sống sẽ rộng dần từ L1 đến L7 hay L5. Nghĩa là ngay từ cái đốt sống số 1 này, cái cuốn của nó rộng dần 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Và thân đốt thì có hình chữ nhật. Thân đốt đây, hình chữ nhật đây. 1 này, 2 này, 3, 3 hình chữ nhật này, 4 hình chữ nhật này, 5 hình này. Thấy không? Đấy. Chỗ bám của cuốn cung sống vào thân xương thì có hình tròn là hình bầu dục. Chỗ bám của cuốn cung sống vào thân xương thì có hình tròn là hình bầu dục. Móng gai tạo thành hình giọt nước ở giữa. Thế chúng ta để ý cái hình giọt nước đây không? Đó chính là cái móng gai ấy. Một cái móng gai này, hai móng gai này, ba móng này, bốn, năm này. Đấy. Còn cái phim yên nhiên là như thế nào? À, yên nghiêng về đây, đây chính là hình ảnh yên nghiêng. Hình ảnh yên nghiêng thì đĩa liên sóng rộng dần từ trên xuống dưới. Các đĩa liên sóng rộng dần từ trên xuống dưới. Nơi rộng nhất của đĩa liên sóng là từ L4 đến L5. Khoảng là 15 cm. Như vậy nơi rộng nhất của liên sóng là từ L4 đến L5. Đúng không? 1 này, 2 này, 3, 4, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, từ L4 đến L5 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, trong dân này, chỗ này này, L4, L5 này, đây này, rộng này, thấy khoảng ở giữa đây không? Rất rộng luôn, khoảng 1,5 cm. Đấy, ngoài ra người ta thấy rõ lỗ liên không? À, thân đốt thì có hình chữ nhật, đây này, 1 này, 2 hình chữ nhật, 3 này, 4 này, lỗ liên hợp chính là đoạn này này. Đây lỗ liên hợp này, đây này, đây nữa này. Đấy, là bác sĩ thì chúng ta phải, là bác sĩ cũng như những cái kỹ sư ấy thì chúng ta phải biết những điều này. Đường kính ở trước sau ống sống thì đoạn nối là liền bờ sau thân đốt sống với đầu trước của móng gai. Đường kính trước sau ống sống là đoạn nối liền bờ sau ống sống với móng gai. Còn khi chim chích thì chúng ta thấy rõ được điều gì? Là chúng ta thấy rõ khớp mấu và eo của cung sâu. Khớp mấu đâu? Eo cung sâu đâu? Eo cung sâu đây này. Các khớp mấu này. Đấy. Đây này. Khớp mấu này. Đấy. Đấy. Eo cung sâu. Cần chú ý rõ là lỗ liên hợp thể hiện rõ khác nhau tùy theo từng đoạn của cuộc sống. Lỗ liên hợp này. Đây là thực hiện là lưng chích này. Đi ừ. Đó. Ở cột sống cổ thì cần chích là 3/4. Ở cột đoạn sống ngực và đoạn sống thắt lưng thì cần chích ở hướng chích. Phóng to lên để thấy này. Đây đây. Đấy. Và xương cùng.
Cái phần này thì mình sẽ lướt qua thôi và sẽ nói kỹ hơn ở cái bài học và cái nhật ký học tập của bài tiếp theo. Xin cùng. Xin cùng. Rồi, ok. Kết thúc cái bài nhật ký học tập tại đây. Và qua buổi sau thì sẽ nói về xương cùng và xương cụt. Đồng thời là sẽ học có những cái câu hỏi này để đánh giá bài học và ý chí quan và đồ.